Rồi, xin chào các bác. Thì có một vấn đề mà không riêng gì hội LG nhà mình đâu, mà tất cả những cái hội nhóm khác, đặc biệt là cái hội nhóm trái cây nào đó ấy thì anh em rất là hay thắc mắc về vấn đề này, đó là vấn đề dùng pin trên smartphone như thế nào. Thì trước tiên về cái dòng LG nhà mình ấy thì trước tiên các bác muốn kiểm tra cái pin của mình đang như thế nào ấy, Thì có một cái lệnh à, như này Thì đây là cái cách kiểm tra pin trên LG nhé Thì các bác vào phần điện thoại này Đấy các bác nhập cái lệnh này Sao thăng 54 6368 thăng sao Và nhập cái mã mã máy của các bác vào 350 thăng cái mã má máy ấy, cái mã má máy của các bác ấy, các bác xem ở phần thông tin của máy của, của từng từng bác nhé rồi thì tiếp theo vào được phần này ấy, các bác vào cái phần scv menu này đấy và ở cái phần dưới này có phần battery test này đấy. đó thì cái ra cái này thì cái dòng thứ hai này này là cái dòng battery cycle này này thì là nó, là cái số lần sạc của các bác nhé thì cái cách kiểm tra số lần sạc này này ở trên uh, iphone hay là samsung cũng đều có nhưng mà riêng về lg những cái khác thì không biết nhưng mà riêng về lg ý, thì cái dòng cái chỗ lần sạc này này khi khi mà các bác ấy, thì nó sẽ về không thôi nên các bác cái số lần sạc này các bác cũng đừng tin quá và tiếp theo là cái phần battery này battery này báo tình trạng pin này này trong thứ ba này này thì nó báo cho các bác là tình trạng pin đang còn tốt hay xấu ấy thì em ấy em thấy đa số là đây như ví dụ như cái máy LG 35 này V35 này đang là uh, đang là là được gần 2 năm rồi pin cũng đuối rồi nhưng nó vẫn nó vẫn báo tốt thì không biết nó tốt kiểu gì thì không biết cho nên cái phần mềm cái chỗ này chỉ để mà tham khảo thôi nhé không không nên đưa nó ra để mà làm căn cứ để mà xác định pin của bác tốt đang tốt hay xấu nhé rồi ok rồi tiếp theo vấn đề nữa ấy, là ở trên Android ấy, thì các bác hay dùng những cái phần mềm mà các bác tải ở trên CS Play về ấy, để các bác uh, kiểm tra pin ấy như kiểu cái phần mềm battery gì gì đấy, Ankuku gì đấy em cũng không nhớ đâu. Nhưng mà qua bao năm rồi ấy, thì anh em nhận ra là những cái phần mềm đấy nó chỉ là ảo thôi và nó không giải quyết cho các bác một cái vấn đề gì cả ngoài các bác đưa những phần mềm đến đó lên trên các hội nhóm thì toàn để anh em chia cười thôi chả làm một cái gì đâu cho nên là đặc biệt là trên android nhá thì những cái phần mềm để kiểm tra pin trên trên trên, trên smartphone ấy, trên điện thoại android thì không đáng tin và khuyên các bác là không nên cài những phần mềm đấy những phần mềm đấy chỉ đa số để mà làm ha pin các bác đi thôi không không giải quyết được gì đâu và cũng các bác đừng có đem những cái thông tin từ những phần mềm đó để mà đưa ra cho anh em tranh luận nhé cái đấy nó không giải quyết được cái gì đâu và ngay ở trên trên cái uh, điện thoại iphone hoặc là ipad cũng thế thì nó cũng chẳng có cái phần mềm nào để mà kiểm tra pin đâu ngoài cái phần mềm gốc của của iPhone ấy còn trên iPad hiện tại bây giờ thì là nó không có phần mềm ở trên iPad mà nó phải các bác phải cắm vào máy tính dùng bao để mà kiểm tra thì kiểm tra pin thì em có một clip rồi đấy thì như cái phần mềm bao đấy nó cũng không phải là chính xác hoàn toàn đâu các bác cũng chỉ lấy ra để tham khảo để mà lúc mua máy để người dùng người bán người ta người ta có cái để căn cứ để mà mà nói là máy tôi đang như này thôi để mà bán thôi thực ra thì các bác về dùng thì các bác mới biết được thôi chứ còn những cái phần mềm để kiểm tra pin nó không bây giờ hiện tại nhất là trên Android thì không ăn thua rồi này còn trên iOS thì cũng cũng để tham khảo thôi em nghĩ là như vậy thôi còn các bác đừng có quá quan trọng về vấn đề đấy à, vậy thì trên 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 LG nhà mình ấy thì pin của các dòng máy đang như thế nào thì trước tiên ấy em đang nói về vấn đề mà máy còn mới nhé máy còn mới gần như là máy mới 100 phần trăm chưa ai dùng ấy chưa ai dùng nhá chứ không phải là máy 99 phần trăm nữa nhá thì uh, em sẽ đưa ra những con số mà uh, tương đối thôi ví dụ như trên 30 ấy, mà máy mới ấy, thì nó sẽ tầm dùng bình thường ấy không phải là cái game nhá không phải cái game nhá thì dùng các vụ bình thường thôi Facebook Zalo uh, YouTube thôi thì ví dụ trên con V30 ấy, thì nó sẽ được khoảng tầm 8 tiếng con uh, V35 ấy cũng sẽ được tầm khoảng 7 tiếng rưỡi đến 8 tiếng đấy còn V40 ấy, thì nó chỉ được tầm khoảng à, à, 6 đến 7 tiếng thôi. Còn con à, V V50 ấy, thì nó phải được tầm khoảng từ 8 tiếng hoặc trên 8 tiếng. Đấy những tác vụ bình thường nhé Còn trên dòng G ấy thì là từ G6, G6 thì nó cũng phải được tầm à, 6 đến 7 tiếng đấy. Còn con à, G7 thì nó lại yếu nhất pin nó có 3000 thôi. À, và nó dùng à, cái màn LCD, dùng màn LCD thì nó là phải có đèn nền mà thì nó yếu hơn một tí. À, con à, G7 nó phải tầm à, nếu mà mới chỉ tầm khoảng 5 đến 6 tiếng thôi Tầm đấy em nghĩ tầm đấy thôi 5 6 tiếng hoặc cũng 5 6 tiếng rưỡi 7 tiếng thôi Còn đến tới con G8 ấy thì con G8 nó lại pin nó khá tốt Thì con G8 nó sẽ được tầm khoảng từ Nó cũng tương đương với với gần gần tương đương với V50 nó phải gần 8 tiếng trên 8 tiếng đấy Đấy là máy mới nhá Còn những máy cũ ấy thì đương nhiên là Các bác mua hàng 99 phần trăm ấy Các bác không thể đòi hỏi được là pin nó còn ngon như vậy được Nó phải thấp đi rồi chứ và tùy người dùng mới tùy dùng trước đó của các bác ấy, người ta dùng như nào người ta cày game hay người ta cày cái thứ người ta nói chung người ta dùng máy như nào thì um, nó sẽ ảnh hưởng vào cái việc um, các bác mua được con máy đấy nó nó như nào thì thường thường là những cái dòng 99 phần trăm ấy thì nó pin nó cũng không được như mới nữa rồi ví dụ như con uh, V35 hay non quay này này thì uh, em dùng nó gần 2 năm rồi thì pin của nó bây giờ nếu mà on bình thường on những cái tác vụ bình thường ấy nó chỉ được tầm khoảng uh, 5 đến 6 tiếng thôi đấy còn ví dụ con V30 mà bạn em đang dùng ấy, thì cũng được gần 3 năm rồi đấy thì nó giờ chờ nó chỉ dùng được khoảng 5 đến 6 tiếng thôi thế là dùng tốc vụ bình thường đấy còn con G7 ấy, G7 thằng em em cũng dùng thì uh, nó chỉ giờ được khoảng tầm 4 đến 5 tiếng là căng này đấy còn con uh, V40 thì được khoảng tầm uh, 5 đến 6 tiếng sau 6, 6 tiếng dùng cũ thì nhé máy cũ này nhé còn con V50 ấy thì con V50 thì nó sẽ còn mới hơn tại vì con V50 nó nó nó, nó ra đời sau hơn. V50 G8 thì giờ nếu mà máy 99% thì nó phải được tầm khoảng từ 6 đến 7 tiếng là đẹp. Đấy. Nó phải tùy vào cái ngày sản xuất nữa mà và tùy tùy xem là cái máy 99% đấy người ta người người dùng trước đã dùng như nào thôi. Cho nên các bác nhiều khi các bác cứ cứ mua cái máy 99% về rồi ấy, xong rồi các bác thấy nó pin nó không được tốt cho lắm, thì các bác lại bảo là tại sao anh em khác dùng được nó nhiều như thế mà tại sao tôi dùng được ít như này thì các bác phải xem được máy các bác dùng nó đã trải qua bao nhiêu đời chủ rồi hoặc là nó sản xuất từ năm nào ngày nào đấy chứ không phải là các bác cứ lấy cái con số lúc nó mới mua máy ra mà so sánh được thì cái đấy nó không đúng ờ tiếp theo là về vấn đề củ củ sạc và um, dây sạc kéo gì thì các bác có nên dùng hay không có nên dùng hay không thì nếu như các bác kiếm được cái củ và cáp sạc theo zin theo máy nhé, zin theo máy nhé chứ không phải là zin theo kiểu mà mấy ông thương gia hay quảng cáo thì em không biết nhưng mà zin theo máy bóc hộp ra nó có cái bộ cặp sạc cáp đấy ấy. thì cái bộ sạc cáp ấy cực kỳ ngon luôn các bác dùng cho máy nặng được dùng ở đâu cũng được thì cái cái củ cái bộ đấy phải nói là ngon đấy còn cái bây giờ mà những anh em mà bán phụ kiện ở trên phụ kiện lg ở trên hội ấy, thì các bác cũng nói là phụ kiện zin phụ kiện zin em không biết zin kiểu gì zin như nào hay là chỉ là zin mà là chưa bị uh, bóc hộp, à, chưa bị uh, đập ra hoặc là chưa bị uh, chưa bị uh, chưa bị uh, bóc ra gì đấy thì gọi là zin hay như nào hay là uh, hay là zin theo kiểu là bác, các bác cái lấy lấy được hàng ở trong hộp các bác ra bán nhưng mà em thực sự em nghĩ là nếu các bác lấy được cái hàng ở trong hộp zin ra mà bán ấy, thì không thể nhiều như vậy được đâu <laughs> mua về một lô như thế này các bác bảo, suốt ngày ông quả zin 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 kiểu gì thì không biết nhưng mà em nghĩ zin đấy chỉ là zin theo kiểu là chưa bị uh, sửa chữa thôi nhưng mà cái hàng đấy gin uh, theo kiểu mà là hàng linh kiện mà cũng kiểu cấp 1, cấp 2 gì đấy thì các bác uh, mua những hàng đấy cũng dùng được nhưng mà nó không nó không thể ngon bằng cái hàng gin theo hộp theo máy được đấy nhưng các bác cái từ những cái từ gin ấy các bác phải hiểu, nên 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 uh, tìm hiểu kỹ về nó và, và và hiểu đúng về nó chứ ông nào cũng bảo gin cũng chả biết gin kiểu gì thì, thì, thì chịu rồi đấy và các bác có nên mua cái bộ sạc cáp ở ngoài dùng cho LG hay không? tại vì nhiều nhiều khi các bác dùng máy LG cứ sợ là là, là loạn cảm ứng, chết cảm ứng thì vì bao đời trước như g hai cái thứ là nó bị chết cảm ứng vì dùng sạc lợm rồi thì 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 các bác có nên dùng củ cặp củ củ sạc với kép sạc ở ngoài không? thì em nghĩ là vẫn nên dùng nhưng mà phải bộ sạc và cáp đấy nó phải là hàng chính hãng phải là hàng ngon Đấy, chứ không phải là mua hàng Trung Quốc càng chơi nổi trên thị trường thì không nói thì chắc chắn là LG nó sẽ có ảnh hưởng đấy à, những đời trước thì có nhưng mà những đời sau này nó hạn chế hơn rồi nhưng mà kể à, cả máy nào cũng thế thôi không riêng gì LG mà các bác dùng củ sạc đều sạc tàu hoặc là cáp không 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 ngon ấy nó sẽ ảnh hưởng đến máy của mình đấy cho nên các bác phải cẩn thận à, những cái thương hiệu mà làm phụ kiện sạc cáp ngon ấy thì bây giờ như kiểu là Anker hoặc là OK hoặc là Engineer gì đấy hoặc là các bác mua được chính hãng của hàng Apple cũng được, hàng chính hãng của Apple nhé Apple thì nó nó làm giả quá là nhiều, và nó làm giả nó giả tinh vi hơn LG rất là nhiều luôn. Và các bác nhiều khi là ngay cả thợ còn bị lừa nữa cơ mà, không chi là người dùng. Thì các bác nếu mà uh, mua đồ các bác nên uh, mua những củ sạc ấy mà các bác lên vào một cái uh, trung tâm lớn mà các bác mua thì hy vọng cái cái việc mà hàng giả nó không có. Thì nó các bác chỉ chịu đắt một tí lúc đầu thôi. Các bác chịu đắt một tí lúc đầu thôi thì các bác có thể sử dụng với củ cái củ cáp sạc đã được lâu dài dùng cho nhiều máy được theo là các bác đừng các bác đừng lên những hội nhóm để các bác kêu ca về pin các bác pin các bác đang như nào thì thực sự là vì vì em không biết những nhóm khác như thế nào nhưng mà riêng về nhóm lg của em ấy thì là những cái bài đánh giá về pin từng con máy ấy em đều cũng đã ghim lại ở cái bài công bố rồi các bác chỉ cần tìm lại viết hoặc là để các bác gõ tìm kiếm ở trong hội là các bác ra ngay ấy chứ không cần các bác phải 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 đăng một bài là pin tôi đang như thế này có có mạnh hay là hay là yếu hay, hay là như nào mong em giải đáp các thứ những cái bài đấy nó nó quá nhiều rồi thực sự nó quá nhiều mà gây ra cái sự phản cảm cho anh em khác rồi cho nên các bác hạn chế đăng những cái bài như vậy trừ khi là nó quá đặc biệt nó có vấn đề gì mà nó quá đặc biệt thì thì, thì, thì các bác hãy đăng còn bình thường hỏi mạnh pin mạnh hay yếu thì các bác đừng đăng nữa vì em Việt em cũng thấy là khá là mệt tiếp theo một vấn đề nữa mà khi các bác thấy pin các bác ấy không đủ sử dụng hàng ngày ấy thì các bác có nên thay đi thay pin hay không? thì riêng về LG ấy, thì uh, em thấy là cái phụ kiện pin, cái linh kiện pin về LG ấy, em thấy hiện tại đang là khá là ngon, không 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 có nhiều hàng hàng hàng, hàng, hàng. lởm mấy đâu, không như những hãng những những hãng khác nào là ví dụ như Apple họ khá là nhiều hàng hàng lởm và rất là khó phân biệt. thì cái hàng LG nhà mình ấy, thực sự là anh em thương gia bán cũng linh kiện pin cũng khá là ít và đa số cũng là hàng hàng hàng, hàng ngon thôi à, hàng ngon mà mới thì cái pin đấy các bác dùng được và hiện tại em chưa ghi nhận những cái dòng mới như kiểu là V30, V35, V40, V50 hoặc là G8, G7 em thấy chưa thấy ghi nhận một cái 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 pin nào là pin nở hoặc là chưa anh em mà hoặc hoặc là chưa anh em là phát hiện ra hoặc là hoặc là vấn đề là nó chưa có hàng lở thì cái đấy thì không biết được nhưng mà hiện tại là em thấy là anh em thay pin về LG thì vẫn ok và mua những anh em thương, thương thương gia trên hội thì vẫn ok thì cái đấy không, không vấn đề gì nhé còn sau này thì không biết sau này có thể là uh, một anh em nào đó thợ chẳng hạn người ta biết cách phân biệt thì thì sau này người ta sẽ chỉ chứ bây giờ hiện tại em cũng chưa biết phân biệt pin những cái dòng mới thì nó, nó lởm như nào nhưng hồi xưa ấy, thì có dòng hồi xưa có dòng pin uh, của v 20 mươi thì tại, nó là pin rời mà pin rời thì mình có thể phân biệt được là lởm hay là giả ngay nó có ví dụ như con V20 hồi xưa ấy là cái pin nó có hai dòng là dòng mã là AAC với mã LLL thì cái dòng đấy hồi xưa ấy là cái mã AAC nó là cái dòng nó là cái mã ngon hơn và không ít hỏng hóc hơn thì hồi xưa anh em hay 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 mua hay tìm mua cái mã ACC đấy thì còn bây giờ những cái dòng mới này thì hiện tại thì em thấy cũng cũng, cũng dùng được không vấn đề gì cả đâu rồi vấn đề cuối cùng ấy là khi các bác mua một con máy mà máy mới hay máy cũ gì đấy thì các bác nên khôi phục cái đặt gốc nó nhé khôi phục cái đặt gốc hai ba lần đi xong rồi uh, sử dụng và khởi động lại nó mấy lần nữa và các bác sử dụng mấy ngày thì các bác mới đánh giá được khá chính xác cái cái pin của nó nhé chứ không phải các bác vừa mua về các bác cài mà cài máy tùm lum hết xong rồi uh, đao phần mềm rồi tải phần mềm cái thứ lúc đấy cái máy nó chưa hoạt động theo kiểu bình thường được thì nó không đánh giá được pin đâu thì các bác phải uh, sử dụng nó mấy ngày khôi phục cái đầu gốc khởi, động lại và sử dụng nó mấy ngày đi cho nó ổn định những cái tác vụ bình hay dùng hàng ngày ấy. thì thì các bác mới đánh giá được pin khá chính xác của nó nhé và khi mà các bác sử dụng như vậy rồi ấy, thì các bác thấy nó không được như muốn hoặc là không được như những như những cái máy khác mà anh em dùng ấy thì các bác hãy nên thắc mắc ừ, tại vì bây giờ nhiều nhiều khi là các bác mới mua về ấy, các bác nhiều khi các bác cài những cái phần mềm mới vào nó nó có nhiều cái phần mềm nó chạy ngầm ấy rồi nhiều phần mềm như kiểu là nó 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 tự động nó tải update lên hoặc là nó tải đồng bộ lên ấy mà nó chạy ngầm ấy các bác nhiều khi các bác không biết được có khi nhiều các bác là uh, sử dụng cái app uh, Google Photo chẳng hạn nó có cái chế độ mà tự động tự động sao lưu ấy nhiều khi là các bác cài đặt đấy nó nó tự động nó sao lưu lên nó nó toàn uh, chạy ngầm thế mà thì các bác nhiều khi các bác không biết được và nhiều khi các bác chụp một cái clip hoặc là chụp một cái à, chụp một quay một cái clip hoặc chụp một cái ảnh hoặc nhiều ảnh gì đấy nó khá là dài và khi các bác không để ý không để các bác bật cái đấy lên ấy, nó tự động nó đồng bộ hoặc là những cái phần mềm khác nó có cái chế độ tự động đồng bộ ấy thì nó nó chạy ngầm và nằm máy các bác nóng lên rất là nhanh hoặc là hoặc là ít nóng nhưng mà sẽ làm pin các bác tụt đi mà các bác không biết và dẫn đến các bác cứ nghĩ là cái thời gian on screen của mình nó nó ít đấy thì các bác phải kiểm tra nếu các bác muốn test mà test test cái pin tốt nhất ấy là các bác phải để chế độ máy bay đấy các bác sử dụng à nếu mà các bác để chế máy bay thì chả sử dụng được cái gì nữa thì vẫn phải bật wifi thôi nhưng mà ví dụ như các bác muốn test qua đêm ấy, muốn test qua đêm ấy thường thường qua hay hay có những câu hỏi mà uh, tại sao pin tôi để qua đêm nó tụt bằng này bằng này ấy thì các bác um, nên nếu như các bác muốn test để qua đêm nó không sử dụng cái gì thì các bác để chế độ máy bay nhé không bật cái gì cả, để chế độ máy bay luôn và các bác uh, để qua đêm xem là nó tụt như thế nào. Chứ nhiều khi các bác để qua đêm nó nó lại đang chạy ngầm cái gì đó, nó đang đường bộ cái gì đó thì không đánh giá được đâu. Đấy đã là vấn đề mà pin trên trên dòng LG nhà mình và những dòng khác nhé thì mong các bác là về vấn đề pin các bác hãy dùng nữa hãy dùng và các bác cảm tự cảm nhận đi đừng tin vào 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 những phần mềm đau ở trên set play này và các bác đừng quá quan trọng về vấn đề pin nữa nó đủ dùng là được hết thì nó lại sạc nhưng mà hết thì lại cắm sạc vào nhiều khi các bác ngồi em thấy nhiều như trên hội nhóm nhất là một cái hội nhóm, nhóm 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 về ios hoặc gì đấy có ông ngồi canh pin đến 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 ba bốn giờ sáng tôi cũng đại công luôn tôi không hiểu công dù sự sử dụng smartphone hay là smartphone nó đang là sử dụng công ấy cho nên là các bác đừng quá lệ thuộc vào cái 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 pin như vậy nói chung là thời đại giờ nó năm 0 không rồi nhưng mà con người mình đang là quá lệ thuộc vào công nghệ tất nhiên công nghệ nó đem lại cho mình rất nhiều cái hay ho nhưng mà nhiều nhiều người nhiều người như kiểu là bị làm nô lệ cho nó ấy thì là nó không nên một tí nào luôn. Thì hy vọng các bác sử dụng smartphone bằng một cách thông minh nhất. Rồi à, ok.